qua Nguyễn chào mọi người ở dưới diễn đàn nha. Mình muốn hỏi nhớ người mà ở xa xứ về Việt Nam thì thấy gì ở đất nước mình đại khái vậy thôi, chứ còn thì hôm nay thì cái buổi live stream này nó cũng không có gì đặc biệt cả, đột xuất thôi, tại vì bố cầm nó cũng chán chán là ở chỗ là mình đã lên mạng lâu năm rồi, rồi mình cũng phản bác lại những luận điệu sai trái của những người, những cái thế lực mà thù địch. Nó có những cái mà mình không chấp nhận được, nhưng mà những lúc gần đây mình về nhà rồi xong rồi mình đi chu du khắp thiên hạ, đi Huế nè, đi Đà Nẵng nè, đi đủ thứ từ năm ra, thì mình cảm thấy đất nước mình là rất là đẹp, mà không có cái gì là phải lo toan cả. Chỉ có một hai người le que, đại khái là bất mãn xã hội, mà bất mãn đây được vấn đề tư thường cá nhân. Wow, Phạm Tấn Tú nói gì nữa, phố cổ mà bia hơi vỉa hè là bố bái cháy bồ chét luôn. Trời, ra ngoài Hà Nội mà đi phố cổ mà đi uống bia hơi là ngon lắm rồi, khỏi nói. Tao nhớ nhất là cái món tàu hủ chiên à. Ồ, ăn cái mắm tôm ngon. Đúng rồi, mình không bàn cãi chuyện đó, bởi vì đó là một cái bọn gọi là chỉ là ích kỷ cá nhân. Ở đây mình không nói chuyện cá nhân, mình chỉ nói là vấn đề thiếu cha gì mà. Còn nó muốn tranh luận á thì tranh luận giữa một với một, giữa hai là hai. Ngày hôm qua nay tao bức xúc lắm về cái vụ ba anh chàng công an gì đó bắn do bắn dê bắn bò gì đó của gì đó. Nhưng có cái điều là tao hỏi tụi bay cái điều nè, ba anh chàng đó có bị kiểm điểm, có bị bắt chưa? Bố cầm chưa lên Tây Nguyên, cũng sắp sửa đi rồi đó. Nó đã bị bắt, bà đã bị kỷ luật, còn gì đâu phải nói nữa. Mệt, tao khoái so sánh Việt Nam với Mỹ lắm, tao khoái lắm. Nó mới nói là một cái xã hội mà công an nó làm như vậy thì nó không còn tin tưởng nữa. Như vậy là toàn bộ lãnh đạo đất nước Việt Nam mà cũng giống như kiểu mà trộm chó bắt bò. Tao khoái. Tao mới kể chuyện nước Mỹ tụi bay nghe. Tao có cái ông cựu tổng thống Donald Trump, ông đi chơi đỉ không có ra tiền á, cho nên đụ mày đất nước Mỹ đụ mà toàn là dân vậy không à, chơi bời không có trả tiền, đủ chưa, trốn thuế rồi tùm lum tà la chân. Tao có ông á, mẹ mấy con quan viên, con mẹ gì đây là nguyên thủ quốc gia ngang, ghê gớm, chơi bời mà không trả tiền, trời ơi, thấy không ta. Thành ra cái đất nước Mỹ đó giống từ trên dưới nhỏ, kể cả dân chúng luôn, học theo học đòi, được chưa, nhiều điều lắm. Tao thằng nào lên nói chuyện với tao thử coi, chắc luôn. Bố không biết, nhưng cái điều tiền, nói chung là ai phạm luật thì người đó bị xử, không quan tâm. Bây giờ tao nói cho mày nghe cái điều này, nếu họ nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật, cái điều là cần sự lên án của cộng đồng mạng, điều đó đúng, ta quan thô. Đủ với cái là người ta bị bắt rồi, người ta giáng phạt rồi, người ta đã bị bắt rồi, mắc mớ gì phải nói hoài vậy trời. Đúng. Chuyện nhỏ đối với tụi Mỹ vậy, cảnh sát Mỹ vậy, chỗ đường nào vắng mà thấy nó thấy gái đẹp mà nó lái xe hả, nó đem vô nó bắt phạt. Thằng con nhỏ kia nó không có tiền, nó vậy thì mình cột lỗi cổ quần ra, nó hiếp dâm. Chị nó có thiệt mà. Sao tụi nó không nói? Mệt quá, tao khoái. Tao nói tao khoái cái chuyện mà so sánh Việt Nam với Mỹ lắm. Bình thường chuyện con dê với con bò mà nghĩ địa gì. Trời ơi, tụi Mỹ nó còn chơi dê, chơi bò kìa. Có quay phim luôn đó mày. Mày không tin mày vô mấy cái web coi, mày kêu sách thú coi, nó chơi luôn đủ. Đứa nào mất dạy hơn đứa nào. Trời ơi.
Đâu, thằng nào mà lên nói với tao câu gì coi, phải biết coi. Tao khoái so sánh nước Mỹ đó. Ở Việt Nam tao ngồi với Tây Đô đang ngồi nhậu thè là đi khắp đường khắp lỡ cái xe xỉn chăng nữa cũng chẳng ai là bị tao hết. Nhưng mà cái người bình thường ở nước Mỹ cũng không dám ra đường. Ngay bây giờ, cái thời điểm bây giờ, nó đổ xuống loạn xà ngầu luôn. Nghe là nhiều người là chết mà không biết mình chết vì lý do gì. Thở ra cái nó nói là, nó kêu gọi là gì ta? Nó thả thú vô rừng rồi nó săn bắt giống y chang như là ngày xưa gọi là mày vô bà coi cái kênh là chuyện nước Mỹ của gì đó, rồi chuyện gì ta? Kênh chuyện nước Mỹ gì đó, tao mới đưa ra đó. Hai vợ chồng người Việt mà chết ngắt mà không biết lý do gì. Cái thằng đó là thằng thủ phạm mà nó giết người, nó bắn theo kiểu như bắn vô tư. Trời ơi, mệt. Chào thủ phạm nha. Bữa nay có ông Minh Giang về đây với tao nè. Đó, nó đó. Bình thường. Cái gãy về đâu? Gãy gạch ngang với gạch đúng rồi. Ok á. Trời không phạm nha. Không khé, không sợ nào chứ. Tao thương nó lắm mà khổ quá chưa lên được. Nó ở Duy Linh đó. Tao mới chiếu rằng là ngủ trên giọng khò khò mà không thấy không? Thì có gì đâu. Ở đây thì tính muốn lai kim. Hỏi nó, anh thì về lâu rồi, nhưng mà nó mới về. Để hỏi nó cái cảm nhận của nó về Việt Nam như thế nào, có giống như cái bọn chống cộng bên kia để thấy không? Hồi nãy không có live stream thì nó nói hoàn toàn khác nhau. Giờ nó ngủ mẹ rồi, nó xỉn rồi. Cái đó cũng là một cái bằng chứng anh chàng này không phải là anh chàng bình thường, mà anh chàng này là chủ một cái kênh trực diện TV. Trực diện TV là cái gì? Có nghĩa là tám dám nói thật, việc thật, người thật. Dân Việt Nam rất là sung sướng, thẳng là vậy. Anh là người thật, việc thật. Ở đây rất, mưa rất là lớn, chắc có lẽ là không nghe được nhiều. Ok. Có gì đâu phải nói. Đúng rồi, có Nam Tây Đô nè. Nam đây, nè. Trà ơi, có hàng vô.
có thể là mình kết lúc cái like này sớm là bởi vì không có gì phải đáng nói. Một kẻ từ bên kia chiến tiến trở về đang bị hạ gục trên võng rồi. Nói chung thì khi sống ta sống ở đất nước mình ai cũng như ai thôi, họ hiểu được cái nước Việt Nam là họ quý lắm, chẳng thường. Và nhắc lại một cái câu như vậy, không ai đụng chạm được cái nước Việt Nam cả. Mà nói một cái điều này nữa đó, tất cả những cái YouTuber ở nước ngoài nghĩa bỏ về Việt Nam nói những cái điều mà không đúng về Việt Nam mình, toàn bộ là cái thứ mẹ dòi bỏ. Rồi khẳng dính về gặp anh được. Mày không về ra chăng ghé mày mày đâu? Anh hứa mà, dứt khoát mày về tao đi. Anh yêu con người Việt Nam, anh yêu đất nước Việt Nam, anh yêu tất cả mọi người ở Việt Nam cả. Thân thiện. Ok, nhớ nha. Nói một cách khác á, những cái thằng già giống như tao ở bên Mỹ á, nó thèm về Việt Nam chết mẹ đi, mà không đủ tiền hoặc là không có cơ hội hoặc là một lý do gì đó không về được. Nói chung nó thấy mình về, mình an cư, mình lạc nghiệp, chúng nó ghét, chúng nó chửi. Và tao thù nhất là cái điều là họ không hiểu về lịch sử Việt Nam. Nó thẳng là như vậy. Có một cái thằng nào á, tao không nhớ, ở đó tất cả các chi gì, điều gì, các quốc gia đều phải nhớ ơn đế quốc Mỹ, nhớ ơn gì đủ má nhớ ơn. Trời ơi, đủ. Đất nước Việt Nam mình là bị giày xéo bom đạn hàng bao nhiêu năm, biết bao nhiêu người chết, kể cả hai miền Nam Bắc, mà nó kêu phải nhớ ơn, đủ má nó thiệt, sôi máu. Đúng, lương ít chút được, tiền ít chút cũng được. Chúng ta sống trong hòa bình, sống trong hạnh phúc là tuyệt vời. Cái điều đó người dân Việt Nam hãnh diện và người Việt Nam muốn có điều đó. Cái thằng chó đẻ đó, đủ, bởi vì tâm lý tốt là đủ, mày không đáng một xu chậm. Mày chưa biết một cái gì kề gì chiến tranh cả, là cái trò đó là đúng, mày làm to rồi.
vậy hôm nay á anh Lai Bất Tử là lý do tại vì có Minh Giang nó ghé nó thăm anh, cho vì chỗ đó ra Lai đột xuất thôi. Thực chất là tụi nó không muốn, nó không muốn, nó không muốn kệ mẹ nó chứ tao muốn. Tính tao là vậy đó. Thậm chí nó chưa biết cầm cái súng là cái gì. Kể cả Ngô Kỷ cũng vậy. Ngô Kỷ đâu có biết cầm súng là cái gì đâu. Nó không biết cái khóa an toàn nằm chỗ nào. Mà nói như là ri vậy. Mà không chấp cái đại cám đó. Đúng rồi. Để tao nói cho mày nghe cái điều này nè. Ở miền Nam, ngay tại ở Sài Gòn nè, những cơn mưa bất chợt như vậy tao cũng thấy thương. Nó ướt nhưng mà nó có một cái gì đó mà không thể nào quên. Mẹ đồ thứ khốn nạn, tao chửi hết á, tao chửi từ thằng già tới thằng trẻ luôn. Ở đây tao không cần phải nó. Các YouTuber hải ngoại ta không cần nó phải nói tốt Việt Nam, mà mày phải nói chính xác quan trọng gì đó. Trời ơi, nó nói cái mõm không mà mệt. Tụi mà tao nghe là tao bực lắm á. Mà tao cũng không có cớ gì tao chửi. Nói thẳng mày, Việt Nam làm gì có ơn, làm gì có ơn mình Mỹ đội lên đầu. Nó dội bom 12 ngày đêm từ Nam ra Bắc. Chỗ nào cũng có B-52 hết trơn. Chất độc da cam tới bây giờ vẫn còn nguy hiểm. Nhớ ơn là cái gì? Ta không bàn cãi tụi nó nữa. Có mỗi câu ta đã từng nói tụi bây rồi. Ngày tái lập lại trật tự hòa bình ở miền Nam 30/4/1975. Tao giống như một người gánh cả hàng trăm tấn đá. Quá trời nước ngập luôn đó. Nhìn cái sông luôn mà bắt cái xuồng ngồi kiếm cái xuồng. Nó không hiểu được giá trị của hòa bình là như thế nào cả. Ta không bàn cãi. Bởi vì nó là con nít. Hiểu không? Hôm nay ở đây mưa quá. Nó tạnh rồi đó bố. Tạnh rồi hả? Tạnh rồi đó. Ok, từ từ. Cái gì cũng vậy thôi. Chúng ta tha hương ở nước ngoài, mình nói chứ tha hương, bỏ xứ ra đi. Chẳng qua vì ở cái chỗ, ở cái xã hội mình ngày xưa còn nghèo đói, ai cũng vậy thôi. Ta đã từng nói từ bây rồi, nó giống như ở miền Tây, cái mùa mà khi mà hết lúa rồi, người ta kêu nhàn rỗi, người ta lên thành phố họ kiếm sống. Thì tao đi nước ngoài thì cũng đi trang vậy thôi, không khác gì cả.
Và hầu như tất cả mọi người lớn tuổi như ta bây giờ, những người ở nước Mỹ đó, đều có một cái định hướng là về Việt Nam. Đại dân Ba Tư, tụi ba tao ở lại với lại vì tao. Tao ăn hết của mày chưa? Còn nhiều món tao chưa ăn mà. À, cá lóc nướng chui tao mới ăn có một lần à, tao còn thèm. Rồi chuột nướng lưu nè, xong trời ơi có nhiều món. Tao không thể xiết được, ngon lắm. Tao thấy ở Việt Nam không có nào khổ. Thậm chí đủ mà thằng bán vé số nó không khổ nữa. Cái thằng bán vé số ở Việt Nam mình cũng có nhà cao cửa rộng nữa. Tao đã chứng minh mày rồi, hận Cali cái con mẹ, hận cài, hận cái gì, hận cái gì đó. Đủ. Mà những lúc gần đây tao thấy những cái điều tiêu cực của nước mình. Lên 5 kg ở là không lên, mặt tao giờ nó no tròn quay rồi. Bà ở bệnh mới gọi về với tao kêu nhịn, đừng ăn nữa, uống nước thôi. Đủ. Không có khô đét. Có đây nè mày ơi, trước mặt mày nè mày nội. Không có khô mực. Đồ ăn á, nãy cũng nói á, không có, nãy con hỏi không có. Có gì đây là, có gì khô, không có đồ ăn luôn. Có vị có nước mà. Hai đồ ăn quá trời nữa mình cũng ăn hết luôn, giờ vô đây có đói bụng hết, nguyện thôi. Trời mưa quá trời luôn, ở đây trời mưa quá trời luôn. À, tao trả lời cho mày biết là thằng Hân cái ly nè, ở đây á, cái sự thay đổi mày không thể ngờ được. Tao mới đi về nè, mà hình như là tất cả mọi người phải đồng lòng. À, mày phải hiểu là một con đường á, là một con đường nó không đơn giản như mày nghĩ vậy. Nhưng mà nói sao tụi này hiểu ta? Ừ? Bởi vì tụi này nó quý mẹ gì đâu hiểu. Một phóng một con đường gọi là đi năm gọi là cao tốc á, nó sẽ băng qua tất cả những cái chướng ngại vật. Ở trong đó nó có những người nhà dân. Mà nếu người nhà dân không bằng lòng thì làm sao người ta phải bồi thường thiệt hại các cái đường đúng phải băng ngang qua. Tao mới đi cao tốc bắc à, tao có tốc từ Phan Thiết về cao tốc mới tuyệt vời luôn. Nhưng mà đường xá Việt Nam vô quy hoạch là phải chấp hành thôi, nói nhiều thôi mệt quá, nói chuyện với tụi này mệt lắm. Và đôi lúc tao nói rồi, tao rờ cái cầu mà mới xây á, rờ ngóc không biết đóng góp bao nhiêu đó mà nó ngồi nó la dữ quá tổng chứ. Ok, rồi.